xử lý mụn ẩn, mụn viêm trên nền da dầu nhé. Với cái tình trạng da bạn này thì bạn ấy đang có rất là nhiều mụn ẩn trên toàn mặt và rải rác ở trên mặt thì có thêm một vài những cái mụn viêm, và bác sĩ nghi ngờ là những cái mụn viêm này là do mình xử lý mụn ẩn chưa đúng cách và nó sẽ gây viêm trên một cái nền da tương đối là dày sừng và đặc biệt là ở cái vùng trán. Vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào? Lựa chọn những cái sản phẩm làm sạch phù hợp với cái tình trạng da của bạn này. Và cụ thể ở đây là tẩy trang, sức rửa mặt. Sức rửa mặt bác sĩ Hằng lựa chọn cho bạn ấy là sức rửa mặt tạo bọt Dermacode hoặc là sức rửa mặt của La Roche-Posay nhé. Thứ hai là các sản phẩm điều trị. Và sản phẩm đầu tiên là Differin với cái thành phần Adapalen 0,1% sẽ bôi thoa tại vùng có mụn ẩn để giúp làm điều trị mụn ẩn và làm giảm cái quá trình sừng hóa của da. Sản phẩm thứ hai là Benzac AC 5% sẽ chấm tại vùng có mụn viêm để làm gom cồi mụn và xe cồi mụn. Và sản phẩm thứ ba là BHA 2% sẽ bôi toàn mặt một tuần từ 2 đến 3 lần để làm tẩy tế bào chết dịu nhẹ cho da và làm giảm cái quá trình sừng hóa trên da. Với cái nền da của bạn này thì tương đối là khỏe nên bác sĩ sẽ lựa chọn BHA Obagi cho bạn này nhé. Và với kem dưỡng của bạn này, kem dưỡng SVR có cái thành phần glucolactone kết hợp với niacinamide sẽ vừa hỗ trợ điều trị mụn và vừa làm sáng da của bạn ấy hơn. Hoặc là kem dưỡng Bioderma xanh Hera cũng là một trong những cái lựa chọn rất là phù hợp cho bạn này. Sử dụng những kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 50 cộng trở lên để làm hạn chế tối đa cái tình trạng thâm. Lưu ý thứ hai là trong vòng từ 4 đến 6 tuần đầu tiên thì hiện tượng đẩy mụn xảy ra là hiện tượng bình thường.